phương trình trạng thái thì coi như là người ta đã làm hộ mình hết tất cả mọi khâu từ đầu đến 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 cuối rồi, ta chỉ cần phải giải thôi. Đấy. Thế thế thì nếu trong tay chúng ta có phương trình trạng thái thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đấy là một cái nhiệm vụ của cái bài thứ hai. Thì trong đồ án môn học của các em cũng sẽ có những cái đề tài là người ta cho sẵn luôn cái phương trình trạng thái, bởi vì là những cái mô hình giống như kiểu sinh thái hoặc là xã hội nó rất là phức tạp. Cho nên để tránh tranh cãi, tránh có những cái phải thảo luận mất thời gian thì đầu bài đã cho luôn các em là cái phương trình trạng thái và các em chỉ cần phải giải và biện luận về cái việc đó thôi. Đấy, thế thì đấy là một cái dạng mà chúng ta cũng cần phải làm chủ để khi có trong tay cái đó là chúng ta làm được ngay. Và cái bài thực hành thứ ba là sẽ cũng vẫn cái bài tập đó nhưng chúng ta sẽ sử dụng cái sơ đồ mô phỏng để thể hiện bằng Simulink và chúng ta cho chạy nó. Thì tất cả những cái bài này đầu bài cô sẽ đưa cho các em ngay từ buổi sau và như thế là các em có thể chuẩn bị ở nhà được. Khi mà thì chúng ta mới có thể hy vọng trong 3 tiết mà cô kiểm tra được hết, ở đây chúng ta có 59 người. Thế thế thì tất cả là phải chuẩn bị sẵn sàng thì cô gọi đến ai thì người đấy show màn hình. Thì là để cô xem rất nhanh thì may ra mới kịp. Bởi vì cái là nếu mà mỗi người 5 phút thì chúng ta sẽ thành bao nhiêu phút, nếu như mà 60 người như thế thì chúng ta không thể kịp được. Thế thế thì trong 3 tiết được, bởi vì mỗi tiết của chúng ta có 45 phút thôi. Thế thế cho nên là phải nhanh hơn, chỉ có 22 phút một người thôi. 2 phút một người thì đã thì may ra mới kịp. Đấy. Đối với cô thì là mất cả 3 tiết đó, cũng hối hả, nhưng mà các em thì mỗi người chỉ cần 2 phút để show. Thế thế cho nên là các em chuẩn bị cho cô, mà bạn nào show xong thì có thể nghỉ được. Thế thì là lấy tinh thần xung phong, rất nha, là mong các em xung phong, lúc đấy là bạn nào xung phong làm trước, thế đoạn nào thì mình cũng đã chuẩn bị rồi. Đấy. Cái chính của cái mục đích của cái bài tập là làm sao để cho các em làm chủ được MATLAB Simulink. Và tất nhiên gọi là làm chủ một cách nhuần nhuyễn thì không, bởi vì nó minh mông lắm, cái MATLAB Simulink nó vô cùng mạnh. Đấy, nhưng mà chúng ta ít nhất chúng ta biết cách sử dụng nó. Là một người kỹ sư thì chúng ta nên biết có những cái công cụ rất là nổi tiếng ở trên thế giới này. Kỹ sư thì nói chung đều biết đến MATLAB. Đấy, kỹ sư ấy, tất cả những cái ngành kỹ thuật thì người ta sử dụng MATLAB Simulink rất là nhiều. Đấy. Thế thì cho nên là chúng ta cũng nên biết đó là một cái công cụ rất là mạnh và hữu dụng. Đấy. Đấy là cái ba cái bài đó. Và một cái nữa là cô sẽ muốn là cho các em làm một cái bài giống như kiểu bài thi, đơn giản thôi. Đấy. Nhưng mà trong khoảng 30-45 phút thôi. Thế thì chúng ta sẽ phải cần một buổi để làm cái việc đó. Thì cái bài thi cũng là một cái cơ sở. Và sau cái bài thi đấy thì bởi vì là sau khi chúng ta học xong ấy thì là các em lại chưa được thi ngay, mà các em lại phải phụ đạo những cái môn của cái học kỳ trước. Rồi thì các em thi những môn của học kỳ trước. Rồi đến lúc mà đến thi của cái học kỳ này và block này thì cô sợ rằng là các em cũng quên đi khá khá rồi. Thế thì cho nên tốt nhất là chúng ta sẽ làm một cái bài thi chặn luôn. Coi như là đến đó thì cô có thể đưa ra được cho các em là điểm số của các em là khoảng bao nhiêu. Thế và sau đấy thì đến kỳ thi chúng ta sẽ thi vấn đáp và bạn nào cảm thấy rằng là mình cần thi nữa để mà cải thiện thì lúc đấy thì đăng ký. Đấy, thì chúng ta rất cởi mở như thế. Bởi vì như cô đã nói là nếu mà thi online như thế này thì đúng là may ra chỉ còn cái vấn đáp là tương đối là chính xác để kiểm tra được cái trình độ, cái chất lượng là tương đối chính xác. Nó chỉ rất tương đối thôi, bởi vì cả một cái khối lượng kiến thức như thế, hỏi một hai câu thì nhiều người là may hơn khôn. Có khi đúng vào, hỏi đúng vào cái phần mà mình không chuẩn bị chẳng hạn. Đấy.
Thế còn có khi lại và trong những cái câu hỏi thì cũng không phải là câu nào cũng giống câu nào đồng đều về cái độ khó, cho nên là cái vấn đáp thì nó chứng tỏ được cái độ bản thân thật, nhưng mà cũng không phải là toàn diện. Đấy. Thế thì cho nên là nếu như mà bạn nào mà đây là câu mở luôn là mà vào vấn đáp ấy mà muốn được điểm hẳn vượt hẳn lên thì đề nghị để cô hỏi một cái câu khó chịu nào đấy. Đấy. Chứ nếu như mà bình thường thì có thể là cái điểm số cải thiện của các em cũng chưa chắc là đã thật là vượt bậc lên. Ví dụ như là sau khi cô chấm tất cả chúng ta phải tập nữa sắp hết rồi, hôm nay nữa là xong đấy. Thế xong rồi cùng với cái bài thi đó thì chúng ta sẽ ra được một cái điểm số. Đấy. Thế thì mà ví dụ cái điểm số đấy nó mới chỉ là C thôi, mà mình muốn vươn hẳn lên, bật hẳn lên đến B cộng chẳng hạn, ví dụ đấy thì chúng ta sẽ phải yêu cầu. Đấy. Thế thì cô sẽ cho các em biết trước cái điểm, khoảng điểm của các em. Và các em, những bạn nào mà cảm thấy rằng là mình có nhu cầu là thì điểm có thể tăng lên, có thể hạ xuống nhá. Đấy, không phải là cứ thi là điểm tăng lên đâu. Đấy. Thế thế sau đấy thì là sẽ muốn tăng đến mức nào? Thế thì cứ phát biểu thoải mái. Lúc nào mà thi với cô thì cứ nói là em là điểm trước của cô, điểm của cô đến đây là đến mức này, là đang là ở cái điểm này mà em muốn nâng hạng lên điểm kia. Thế thì cô sẽ xem thế nào và cô sẽ hỏi nhiều hơn, hỏi khó hơn để mà có thể là nâng lên được. Đấy, ví dụ thế. Thế thì phải dũng cảm thôi, đấy cũng là một kiểu tay bo rất là rất là fair đấy. Đấy, được chưa? Thế thì chúng ta thống nhất với nhau như thế, có bạn nào có ý kiến gì không? Có được không? Sao im lặng thế? Dạ không ạ. Có được không? Có nghĩa là không, em phải hỏi không ạ, là không Dạ được ạ. Cô hỏi có ý kiến gì không em ổn không? Ok, thế thì chúng ta sẽ làm với cái hình thức đó. Cô thấy là nó cởi mở thôi mà. Đấy. Và những bạn nào mà đấy rất là thoải mái, nếu ví dụ như là cô sẽ phải xin nhà trường cái số giờ đủ để hỏi 60 bạn. Mà lúc đấy chỉ có 20 bạn đăng ký thi thôi thì cô hỏi thoải mái. Đấy, kiểu như vậy. Nhưng hôm trước thì chúng ta phải làm cái sơ đồ mô phỏng cho cái bài thọ cáo này. Đấy. À mà cái bài tập 2 của các em nhá, sao nhiều bạn lại gửi thiếu subject thế? Làm cho nên lấy subject hôm trước cô đã lúc bảo các em là ở đâu nhỉ? Lúc vẫn phải có cái 64 à 63 IT2 M3S mà. Thế nhưng mà nhiều bạn lại có bạn thì quên hẳn cái này này. Có bạn thì lại viết thiếu. Ồ, đến giờ viết bao nhiêu lần rồi nhưng mà lại vẫn viết thiếu, thế là nó vẫn cứ quẳng ra ngoài thôi. Xem cái gì. Đấy. Thế thì cho nên là có một số bạn đấy là cái bài tập em là đi bay ra ngoài. Thế thì cô cũng sẽ xem xét lại thôi vậy. Đấy. Thế nhưng mà phải lưu ý đi thi mà thế là mất bài đấy. Đấy thì bây giờ cái hôm trước nó sẽ như thế này và các em kiểm tra lại xem mình làm có giống thế này không. Ở đây chúng ta chỉ có một cái thông số hệ thống thôi, đấy là cái dung lượng cỏ, cái trữ lượng cỏ phục vụ cho thỏ. Đấy. Thế và chúng ta có hai cái đại lượng trạng thái là thỏ và cáo. Và bốn cái đại lượng trung gian, đấy là số lượng cỏ được giải phóng, cỏ dư, số lượng thỏ tăng lên, số lượng cáo giảm đi và cái gặp gỡ giữa thỏ và cáo. Đấy. Thì ở đây các cái phép tính là nó hơi khó. Cái phép này phép cộng
và đây có dấu trừ thì nó sẽ thành phép trừ là cái cỏ dư này thì sẽ bằng là V cáp trừ đi H thì dễ. Nhưng mà ba cái này đấy, thì chúng ta phải đặt là phép nhân. Là cái phép nhân ở cái chỗ H in này là khó nhất. Chứ còn cái này thì chúng ta dễ hiểu rồi. Là cái lượng cáo mà chết đi là do đâu? Là do cái con cáo này nhân với cái hệ số 0,2. Cái số lượng con 0,2, 0,2 là cái tỷ lệ tử. Thì tất nhiên là phải nhân thì nó mới ra được cái số cáo bị chết đi. Đấy. Thế thế cho nên là nó sẽ cái Fox này nó sẽ phải là bằng tích của Fox nhân với 0,2, cho nên phép nhân là ở đây. Thế còn ở đây thì phép nhân thì cũng dễ hiểu là bởi vì thỏ với cáo phải gặp nhau đấy, thì nó mới ăn thịt được nhau, như thế chứ là phải là phép nhân đấy. Và chính cái phép nhân này, vì thỏ với cáo là hai đại lượng trạng thái, và hai đại lượng trạng thái này kết hợp với nhau ở cái ở trong cái phương trình này thì thành ra là nó tạo nên một cái hệ thống là phi tuyến, tức là nó cao hơn bậc một đấy. Hai cái đại lượng trạng thái chúng ta tưởng tượng như hai ẩn mà nó lại kết hợp với nhau thì nó sẽ không còn là tuyến tính nữa. Thế cho nên đây cũng là một cái hệ thống phi tuyến rất là điển hình đấy. Thế còn cái này tại sao lại nhất đấy, thì tất nhiên chúng ta cũng thấy rằng là cái số thỏ được tạo ra, được sinh sôi nảy nở ấy, thì tất nhiên là nó cũng phải bằng cái số thỏ nhân với lại cái tỷ lệ sinh là 0,08. Đấy. Thế cho nên là đây là phép nhân. Thế thì nhưng mà nó không chỉ, nếu ví dụ như là con cáo mà giảm đi thì chúng ta chỉ thấy là nó chỉ phụ thuộc vào mỗi cái lượng cáo đây thôi. Nhưng mà cái con thỏ này, số thỏ tăng lên này nó còn phụ thuộc vào cái trữ lượng cỏ có đủ cho nó ăn không. Đấy, thế thì cái khu vực này là cái rất là hay ho để phục vụ cho cái con thỏ này, thì nó nói lên rằng là cũng cái số lượng thỏ này con nó không những chỉ phụ thuộc vào cái tổng số mà nó còn phụ thuộc vào cả cái dung lượng cỏ nữa. Thì ở đây chúng ta thấy là nếu như cái đồng cỏ này mà được tính theo thỏ, tức là ví dụ đồng cỏ này nuôi được 1.000 con thỏ chẳng hạn, thì cái dung lượng của đồng cỏ nó được tính như là 1.000 con thỏ, thì mà chúng ta đang có 800 con thỏ. Đó, là lượng thỏ đây là 800, thì có phải là lượng cỏ đây nó thừa ra để đủ nuôi 200 con nữa. Đấy. Thế nhưng mà nếu như mà cái số thỏ ở đây nó lại cũng là 1.000, thì như vậy là cái cỏ dư này không còn tí gì. Đấy. Không còn tí gì thì như vậy là cái con thỏ này nó cũng không thể nào, mà cái số thỏ sinh ra nó cũng không thể tồn tại được. Đấy là nó có cái hay với cái sự kết hợp với cái cỏ dư ở đây là như thế. Và thậm chí là số thỏ nó lại còn cao hơn cả cả cái dung lượng cỏ đã cho. Ê. Ê. Nó lại còn cao hơn cả cái dung lượng cỏ nữa. Đấy, ví dụ như là dung lượng cỏ chỉ 1.000 thôi, nhưng mà 1.000 con thỏ đấy, nhưng mà lại có đến 1.200 con thỏ đang sống. Thế thì cái này nó phải là âm. Và nó làm, nó thay vì là cái con thỏ này được tăng lên thì nó lại là giảm đi. Đấy. Nó hay ở cái chỗ là nó không những thể hiện cái sự tăng trưởng, mặc dù là chúng ta đặt tên như thế, nhưng mà nếu như cỏ không đủ thì nó không phải là tăng nữa mà nó giảm. Vì thế mà người ta mới bỏ đi cái lượng thỏ mà nó chết do tỷ lệ tử. Đấy. Bởi vì cái đấy nó không bị tác động mạnh bằng cái chết tự nhiên đấy, không mạnh bằng cái chết do cái môi trường để mà sinh tồn. Đấy. Thế thì người ta để cho nó khỏi rối, bởi vì cái đấy nó không ảnh hưởng quá mạnh. Đấy. Cho nên là người ta bỏ đi. Đấy. Thế 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 thì đó là một cái mà giải thích là tại sao chúng ta thấy ở đây có cáo giảm mà lại không thấy thỏ giảm. Đấy. Thỏ giảm người ta chỉ quan tâm là nó bị ăn thịt này, và nó bị thiếu cỏ.
Thế còn nó mà tự nhiên mà nó giảm thì tạm không 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 quan sát đến, bởi vì nó để tránh làm loãng, và bản thân cái chuyện mà nó giảm theo tự nhiên đấy thì cũng không không nhiều bằng những cái tác động ở bên ngoài, ví dụ như cáo, ví dụ như thỏ, cỏ. Đấy. Đấy. Thế còn cái anh cáo này thì anh ấy tăng lên do anh ấy ăn thỏ rồi. Đấy. Cho nên là cái lượng cáo mà sinh ra ấy, thì nó cũng cần phải có thịt để ăn, cho nên nó đọng hết ở trong này. Đấy. Nó ừ? Ấy 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 cái bài bài thế giới thu nhỏ nhá. Ừ, cái bài thế giới thu nhỏ nó là dấu cộng chứ không phải là dấu nhân nhá. Cái trong bài thế giới thu nhỏ tất cả những cái, tí nữa chúng ta phải quay vào cái này là cô là cái file khác. Tất cả những trong cái bài thế giới thu nhỏ, tất cả những cái khối đó, tất cả những cái trạng thái của tỷ lệ thay đổi trạng thái của chúng ta đều là phép cộng. Còn cái mà nó ở viết ở trên cái đường đi của nó này này thì đấy là trọng số. Và cái trọng số mà đã viết lên này thì bao giờ nó cũng là nhân với cái gốc của nó. Đấy, ví dụ như là cái hash in ở đây thì là nó cái nguồn của nó là từ free này thì sẽ phải nhân với 1 trên v cap, hay là ở đây thì là hash nhân với 0,008 này. Đấy. Tức là cái này là cái trọng số nó đi trên cái trên 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 cái cạnh thì bao giờ cũng là nhân với cái nguồn của nó. Đấy. Còn cái phép toán tí nữa chúng ta viết phương trình chúng ta sẽ thấy ở đây chúng ta phải viết mul vào, chứ chúng ta không như cái bài kia là chúng ta không viết thì có nghĩa là nó được hiểu mặc định là phép cộng. Ấy, thế thì cô phải quay lại để cho các em phân phân biệt. Cái bài này chúng ta mới phân biệt là đại lượng trạng thái ra. Còn cái bài kia nó là một cái hệ thống lan truyền, và hệ thống lan truyền ở đấy nó chỉ có tỷ lệ thay đổi giữa các trạng thái. Có nghĩa là trạng thái này lên bao nhiêu thì nó khiến trạng thái khác tăng hoặc giảm bao nhiêu phần trăm đó. Đây, đây, đây. Ôi mày ơi, sao chậm thế này? Ơ sao này nhỉ? Đây, thôi đi tạm xem cái bé bé xinh xinh này vậy. Thế thì các em có nhìn thấy không? Các em có nhìn thấy cái mô hình thế giới thu nhỏ không các em? Dạ không có. Ôi chết chết. Bạn thấy cái hệ thống sinh thái đó. Ok. Ê. Ê nhá. Tất cả những cái này. Đấy. Thì nó chỉ là tỷ lệ thay đổi thôi. Cái bài này là cái bài lan truyền. Cho nên là ở đây nó là cái phương trình đại số, thì tất cả những cái này nó chỉ đều là phép cộng, không ghi gì có nghĩa là phép cộng. Ta cũng có thể ghi ADD vào đây, là S S S S vào đây, nhưng mà cả cái sơ đồ này nó không có cái gì khác ngoài phép cộng và không ghi gì, người ta cũng hiểu là phép cộng. Cho nên là ở đây chúng ta nhìn thấy là tất cả là phép cộng thôi. Thế còn cái 0,1, 0,4 này rồi 1,1 đấy là các cái hệ số, là các cái trọng số. Đấy. Thế cho nên là ở đây nhé, ví dụ như chúng ta viết về nhân dân nhé, viết cái phương trình cho nhân dân nhé, thì chúng ta sẽ thấy là gì? Nhân dân tất cả những cái mũi tên quay vào thì nó sẽ là bằng, ở đây là phép cộng không biết gì có nghĩa là phép cộng, nó sẽ bằng trừ 0,1 nhân với hành vi đấy, cộng với 0,3 nhân với tiêu dùng, và trừ đi 0,1 nhân với môi trường. Đó. Đây. Đó. Tức và nhìn những cái mũi tên đâm đầu vào nó để chúng ta nguồn của nó, nguồn của cái đường mũi tên đấy.
thì thấy cái nguồn đấy, và nếu trên cái đường đấy có hệ số thì đấy là một cái trọng số hoặc một cái hệ số gì đấy là chúng ta phải nhân vào, chứ không phải là vì cái phép nhân ở đây đâu nhá. Đấy, thế thì cho nên là đây là cái phép toán ở đây này, đấy, nhân dân đây cộng này trừ này, đấy là do cái ở đây nó là phép ADD này. Thế thì cộng với trừ 0,1 nhân với môi trường thì có phải là trừ 0,1 không? Trừ 0,1 nhân môi trường không? Đấy. Thế và cộng với trừ 0,1 nhân với HV thì có nghĩa là trừ 0,1 nhân với HV. Đó, đấy, thế thôi. Thế thì đây cái phép toán ở cái chỗ này nó là phép cộng. Đó. Hiểu chưa nào? Được chưa? Thế nó khác với cái bài này của mình. Đấy. Cái bài này của mình. Bài này của mình ở đây. Đấy. Thì đây là sẽ là phép nhân, nếu chúng ta không ghi gì nó sẽ cộng, cộng thì nó sẽ thành gì? Hash nhân với 0,08 này cộng với lại phi nhân với 1 trên phi cát thì không đúng đâu. Đấy, bởi vì là cái lượng thỏ này này là cái lượng thỏ mà nó phải ăn cái cỏ chứ không phải cộng thêm mà nó sẽ phải ăn cỏ nó mới sống được. Đấy. Thì cái tỷ lệ của cái cỏ mà nó dư ra đấy, nó gọi là tỷ lệ thì cũng không đúng, nó tạo nên một cái hệ số để ảnh hưởng để làm cho cái những cái con thỏ sinh ra này tăng lên hoặc là giảm đi đấy. Nó để tạo ra được 8 con thỏ, ví dụ ta có 100 con thỏ và nó sinh sôi nảy nở theo cái tỷ lệ sinh là 0,08 thì ta sẽ được 8 con. Nhưng mà muốn 8 con mới sống thì phải đủ cỏ để mà sống. Đấy, thế cho nên là ở đây nó cái này chúng ta khó ở cái chỗ này nó là phải phép nhân. Còn khi mà các cái hệ số đã ghi ở trên nó ấy, thì bao giờ cũng là nó sẽ nhân với cái nguồn tạo ra nó. Đấy. Thế thì nếu ta viết 0,08 ở đây có nghĩa là con thỏ nhân với 0,08. Và ở đây nếu chúng ta viết là trừ 0,002 thì có nghĩa là trên cái đường này nó sẽ là trừ 0,002 nhân với cái mít này. Đấy. Thế và đây là cái phép tích phân thì các em sẽ thấy rằng là tích phân gần đúng thì cách viết là gì? Thỏ thì bằng thỏ cộng với cái lượng gì đó mà cái đại lượng trạng thái này được tăng thêm và nhân với một cái khoảng thời gian dt nào đó. Thế thì những cái mũi tên nào quay đầu vào nó sẽ là tạo nên cái phần tăng thêm đó. Thì ta thấy mũi tên quay đầu vào là gì? Là hash in. Quay đầu vào là gì? Là mít nhân với trừ 0,002. Đấy, thế thì hai cái này nó kết hợp với nhau nó tạo ra cái lượng tăng thêm, một cái là cộng một cái là trừ, thế thì nó thành ra một cái lượng tăng thêm giống như là nước chảy vào nước chảy ra, trong cái bể nước có vòi nước chảy ra và có vòi nước chảy vào, kiểu kiểu như thế. Thế xong rồi nó nhân với lại cái khoảng khắc thời gian, cái khoảng thời gian chúng ta tính toán là dt giống như kiểu delta t. Đấy, thế thì cứ như thế sau mỗi mỗi khoảng thời gian thì nó tăng giảm như thế nào đấy thì chúng ta sẽ khảo sát được. Đấy, và ở đây thì cũng như thế, cái con này thì cái con cáo này giảm đi thì là do cái lượng cáo này nhân với 0,2. Đấy, thì đấy là cái phép toán nếu không ghi gì nó thành phép cộng thì nó cũng vẫn là Fox x nhân với 0,2 nhưng mà nó sẽ không có không 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 chính xác nữa. Đấy. Đó, thế thì ở vì vì ở đây sở dĩ là nó nếu như chúng ta không biết gì thì cái Fox x này viết ra cũng vẫn đúng là bởi vì chỉ có một đầu quay vào thôi, nhưng mà nếu mà có thêm một cái đầu khác giống như kiểu cỏ đây thì cái Fox x này nó sẽ thành bị sai đi. Đấy. Thế thì đấy là cái mà các em lưu ý. Thế bây giờ có cái bây giờ kiểm tra cái sơ đồ này rồi thì có bạn nào còn có cái gì chưa rõ không, có chỗ nào mà mình cảm thấy là chưa ổn không? Không hỏi gì nhá. Thế thì bây giờ dựa vào cái sơ đồ mô phỏng mà cô đã đưa đây,
thì các em xây dựng cho cô cái phương trình của mô hình nhanh lên, thì chúng ta sẽ cần bao nhiêu phút để làm nốt cái bài này. Thành 15 phút nhá. Bây giờ là sao im chín chít thế nhỉ? Ngày hôm nay là ngày 28/9 và cái bài của chúng ta đây là ví dụ 3H thì các em sẽ làm đến 10:15 nhá. Ok. Hôm nay chỉ còn bài này với hai bài nhỏ nữa thôi là chúng ta xong cái phần bài tập đấy. Các em cũng có khoảng mười mấy điểm đấy. Đấy. Thế và cô sẽ nhân chia cộng trừ để làm sao cho các em ra được một cái điểm quá trình với lại điểm thi. Cộng với cái bài gì thi cuối của chúng ta nữa thì là có thể ra được cái điểm tổng kết rồi. Thì xong rồi có cái thi vấn đáp nữa là để cải thiện. Đấy. Nào, được không? Sao im lặng thế? Làm đi. Vâng cô ạ. Ừ. Làm đến 10:15. À, nhớ nhá, nếu đây là có những cái phép toán này thì phải thực hiện. Ví dụ cái hashing này thì nó bằng gì? Những cái mũi tên này nào quay đầu vào nó thì sử dụng. Đấy. Thế thì những cái nào có những cái chỉ thể hiện nút nào cũng phải biết nhá, nút này free này bằng gì này, hashing bằng gì này, foxdex bằng gì này, mid bằng gì này, thì hash bằng gì, fox bằng gì. Đấy. Thế còn thông số thì tất nhiên là không rồi, chẳng có cái mũi tên nào quay vào nó cả. Đấy, thế cho nên là không có tính toán gì, cái này nó là một cái thông số trước.